Where do you come from? Korea. Yeah. What do you want? Picture. I record video. Video. Yes.
Bảy cao không lên. Còn bây giờ 11 cái bạn mà ở đây đi, anh có tập con cho các bạn. Không cần nhà, 11 cái bạn lên xuống đấy. Đứng đây. Trời ơi. Có một bạn này đi chuẩn. Bạn này đi chuẩn. Lễ khai mạc diễn đàn Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề dấu son Hà Nội được tổ chức.
khai mạc những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề dấu son Hà Nội, được tổ chức vào 20 giờ ngày 23 tháng. Ok. Yeah. 2, 3. Rồi, mình sát vô. Rồi, 1, 2, 3. Nhìn em nè. Ok. Một đảng trẻ và chứng kiến biết bao thăng trầm của lịch sử, Thăng Long Hà Nội vẫn luôn là nơi thanh điển, từng là chỗ tụ hội trọng yếu của quân dân đất nước, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đã đi vào lịch sử như một dấu son chói lọi nhất trong hành trình mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Con trai ơi! Đêm 19 tháng 12 năm 1946, quân và dân Hà Nội đã nổ súng mở đầu vào cuộc kháng chiến với tinh thần quyết tử để tổ quốc quyết sinh. Ngày 10 tháng 10 năm 1954, thủ đô Hà Nội được giải phóng là một sự kiện lịch sử trọng đại, là thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp cách mạng của 9 năm trường kỳ chiến đấu gian khổ. Anh đợi phay nó cầm 77-78 á, rồi nó mang cái đôi giày cao lên thành 78 mấy luôn á. Tú Anh á, nó là quán quân đợi phay á. Nông sông nó cao mà. Từ đây mở ra trang sử mới của Việt Nam với những cả nước. Nếu dấu ấn bản sắc của Thăng Long, 1.350 làng nghề của Hà Nội vẫn đang giữ gìn dân tộc trong từng sản vật tinh tế theo thời gian. Cố là đoàn vũ đã tràn lụa. Thank you.
giờ đâu đâu ra cái tin nhắn đâu, sáng cái nhắn cũng chán.